quý vị, đây là khu vực phát triển quận 2 Thủ Thiêm của thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, quý vị sẽ thấy khu vực này phát triển rất nhiều với những tòa cao ốc, những căn hộ, những trung tâm mua sắm lớn như thế này. Khu vực quý vị đang nhìn thấy với những tòa nhà cao ở bên sau đó chính là khu vực của Cát Lái, ngã ba Cát Lái quý vị nhé, từ cầu Sài Gòn đi ra đây. Với cái video clip này thì Nguyễn chia sẻ thì quý vị thấy được rằng là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đang phát triển mạnh mẽ như thế nào. Vinhome Center Park đây. Những tòa nhà màu trắng quý vị đang nhìn thấy giữa Vinhome Center Park và khu vực của Vinhome Ba Son, đó chính là khu vực của Văn Thánh, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Còn năm lóc nhà mà quý vị nhìn thấy đó chính là khu vực của nhà máy đóng tàu và sửa chữa Ba Son. Mời quý vị nhìn vào khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, tức là khu vực của Bến Thành, Bến Trương Dương, rồi nhà hát thành phố trước kia. Và đây là hai tòa nhà cao nhất cũng như những tòa nhà có những kiến trúc đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn quý vị nhé.